Hỏi: Xin sư phụ khai thị về ý chỉ những công án trên. Đáp: Người đã ngộ là chứng nhập pháp vô sanh. Pháp vô sanh lấy gì để nói? Làm sao có cái gọi là hợp lý? Ví như công án của Mã Tổ và Hoài Nhượng hỏi: Xe bò không đi, đánh xe phải hay đánh bò phải? Theo lẽ thường của thế gian là phải đánh bò, nhưng nếu hiểu như thế không bao giờ ngộ. Hễ kể ra có lý tức chưa ngộ, còn chấp vào lời nói văn tự, kẹt nơi lý chướng. Những công án kể trên là sự chướng và lý chướng đã không còn. Hỏi: Xin sư phụ chỉ cho cách buông bỏ. Đáp: Bản thể tự tánh bất nhị, do A-la-hán chưa kiến tánh triệt để, chỉ ở nửa đường, nên Ngài Ca Diếp mới bảo phải buông bỏ. Chẳng những quả A-la-hán, chứng quả Phật vẫn còn phải buông bỏ. Nếu cho ta đã chứng quả Phật, tức còn ngã chấp. Trong kinh gọi là chúng sanh tướng. Nếu còn trụ nơi niết bàn là thọ giả tướng, còn giữ cảnh ngộ tức chưa cứu cánh. Hành giả tham thiền để câu thời đầu khởi lên nghi tình, giữ được nghi tình là buông bỏ. Hỏi: Thế nào là con chó nhảy qua tường và con chuột qua sừng trâu trong thiền thân khai thị lục? Đáp: Thí dụ chỉ là phương tiện tạm thời, tự tánh bất nhị, chẳng thí dụ nào có thể đến. Lời nói văn tự suy nghĩ còn chẳng thể đến, nói gì đến thí dụ. Chớ nói là thí dụ, dẫu cho tên gọi như Ngài Tăng Triệu nói: Tên chẳng đúng thật, thật chẳng đúng tên. Chấp thật thí dụ là kẹt nơi danh tướng. Người tu hành phải lìa danh tướng, chớ bị kẹt vào danh tướng. Lời nói của chư Phật chư Tổ chỉ để tăng cường lòng tin của mình để quyết tự tu, chứ không phải để chấp vào thí dụ. Hỏi: Làm sao biết là khai tiểu ngộ? Đáp: Tiểu ngộ tức giải ngộ, cũng là cái biết của người mù, chướng ngại cho đại ngộ. Đại ngộ là chứng ngộ, chi giải đã tuyệt, chẳng còn kiến giải nào mới được chứng ngộ. Nói mạng căn tức là sự ngộ, mạng căn chưa dứt là còn giữ cái ngộ, chỉ là tiểu tử, tiểu hoạt. Dù đã ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng sự dụng chưa được đại cơ, đại dụng, nên gọi thọ mạng tướng. Mạng căn dứt là đến lào quan. Khi nào sự ngộ ấy tan rã mới đến lạc quan. Nay hành giả tham thiền cần lo đi đến ngộ. Đang tham thiền, hiểu đạo còn không cho. Làm sao muốn biết đến sau khi ngộ? Chưa ngộ mà cứ muốn ôm cái ngộ trước, ấy là sự chướng ngại, không khi nào ngộ được. Hỏi: Chúng con đi dự đám tang, có thể mang theo chuông báo hiệu không? Đáp: Hành giả tham thiền không có nghi thức gì cả. Nghi lễ lâm chung phải làm sao ư? Phật Pháp chỉ cần giải thoát khổ sanh tử. Hồi thời Phật đâu có những thứ này. Ấy do người đời sau bày đặt ra, là thuận theo thế tục. Người ta làm theo nghi lễ phiền phức, nay mình cũng hành theo, vậy đâu có khác. Chính Phật Thích Ca ngăn ngừa những nghi lễ này, nhưng sau này con cháu còn làm quá hơn Bà La Môn. Nay thấy Tông Tịnh Độ có nghi lễ của Tịnh Độ, lại muốn đặt ra nghi lễ của Thiền Tông để thay thế. Có khác gì thay sợi dây xích sắt bằng sợi dây xích vàng? Chỉ bằng cởi bỏ, có phải tự do không?
Ngài Lục Tổ nói, thiền định giải thoát là nhị, chẳng phải Phật pháp. Nay chúng ta tu pháp môn nào cũng vì muốn đạt đến giải thoát. Nhưng tại sao Lục Tổ nói giải thoát không phải Phật pháp? Do chấp thật có sự trói buộc nên phải giải thoát. Vốn chẳng có trói buộc, đâu cần giải thoát. Như tôi thường thí dụ về căn nhà xoay. Căn nhà vốn không có xoay, làm sao nói là ngừng xoay? Thiền tông tự ngộ vốn chẳng trói buộc nên không có giải thoát. Hỏi: việc đốt liều trên thân như thế nào? Đáp: ngày nay thọ giới Bồ Tát phải đốt liều trên thân, nhưng việc này không có trong giới luật. Những luật sư chính thức bên luật tông cũng như trong cuốn Giới Luật Học Cương Yếu nói, đó là những thói quen xấu do con người đời sau bày đặt ra. Trong kinh Phật cũng nói về vấn đề đốt liều, nhưng phải hiểu ý Phật. Hãy xem kỹ lại kinh Lăng Nghiêm về phần lược giải của tôi sẽ hiểu sâu sắc hơn. Hỏi: thế nào không trụ tướng bố thí? Đáp: người bố thí thường cho ta là năng thí, có người nhận sự bố thí, trong đó có tài vật bố thí, ấy là trụ tướng bố thí. Hành giả tham thiền chỉ giữ nghi tình tham tới mãi, bố thí mà chẳng biết mình bố thí, chẳng có năng sở, tức không có trụ tướng bố thí. Nhưng bố thí tài vật thân mạng không bằng bố thí chỉ kiến. Nhiều người bảo họ bỏ thân mạng thì được, bỏ chỉ kiến thì không. Dù bỏ thân mạng bằng mọi cách cũng phải bảo vệ chỉ kiến, giữ lại chỉ kiến của mình, bằng mọi lý do chống cự lại người phá chỉ kiến của mình. Vậy làm sao đến được chỉ kiến Phật? Trung Quán Luận nói, diệt kiến yên ổn pháp, phải dứt sạch tất cả chi kiến mới có thể đến chi kiến Phật, được pháp yên ổn. Pháp yên ổn tức pháp niết bàn. Hễ còn năng sở đối đãi thì không bao giờ đến được. Kinh Di Mà Cật nói, pháp chẳng thể kiến văn giác trì, nếu hành theo kiến văn giác trì, ấy là kiến văn giác trì, chẳng phải cầu pháp. Hỏi: bố thí tất cả chi kiến có phải còn trụ nơi hữu dư niết bàn? Đáp: đã bố thí tất cả chi kiến, làm sao có chi kiến niết bàn? Nếu chấp có niết bàn thật để trụ, cũng là chi kiến vậy. Hỏi: trong Triệu Luận nói, đại tướng vô hình không thấy mà thấy, là thấy thế nào? Đáp: cái thấy của bản thể khắp không gian thời gian luôn luôn như thế. Cái thấy của bộ não chẳng thể thấy. Có hình và vô hình là đối đãi. Sự thấy của bản thể vốn chẳng dính dáng với có hình và vô hình, vì đã cùng khắp. Hỏi: thế nào là chi chẳng có hai người, pháp chẳng có hai thứ? Đáp: chi là biết, cái biết của bản thể là chánh biến chi, khắp không gian thời gian, ở ngoài không gian chẳng có không gian, ở ngoài thời gian chẳng có thời gian. Chỉ có một cái chi, nay thêm vào cái chi, chẳng cùng khắp của bộ não, thành hai cái chi. Vậy thành có hai người sao? Thực tế chỉ là một cái chi, còn cái chi của bộ não là tướng bệnh. Khi mạnh thì không. Nay tham thiền là chấm dứt tướng bệnh, cho tướng mạnh hiện ra. Hỏi: vậy cái chi của bộ não có phải là cái bóng của chánh biến chi? Đáp: nói là bóng cũng không đúng. Kinh Lăng Nghiêm nói, bản chi là đệ nhất nguyệt, do con mắt bệnh mới thấy mặt trăng thứ hai, chứ chẳng phải bóng của mặt trăng thứ nhất. Hỏi:
sư phụ nói pháp chẳng hai thứ. Nhưng tại sao Đức Phật dạy vô lượng pháp môn? Đáp: vô lượng pháp môn là phương tiện. Vì chấp bệnh của chúng sanh vô lượng. Nếu bệnh chấp của chúng sanh không có thì một pháp cũng chẳng có. Cho nên nói không có pháp gọi là Phật pháp. Kinh Kim Cang nói pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Vốn chẳng có một pháp do Như Lai thuyết. Hỏi: ngài Bảo Phương dạy, sau khi ngộ lấy vô tâm làm chánh dụng. Ngài Lai Quả nói, sau khi ngộ khởi vọng tưởng cho nhiều. Hai điều trên có chống đối nhau không? Đáp: lời của chư tổ đều là tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh chấp cái nào phá cái đó. Nếu nói vô tâm là dụng, thì tổ sư lại nói vô tâm còn cách núi muôn trùng. Bất cứ chấp hữu chấp vô đều là bệnh. Nếu chấp vô là thật, tức chấp vào đoạn diệt, thành ngoại đạo. Còn nói về sau ngộ phải nổi vọng tưởng là bảo nhiệm. Tất cả chỉ là lời diễn tả, không thật. Hỏi: ngài Nguyệt Khê đã ngộ, sao còn đi bác sĩ chữa bệnh? Đáp: ở thế gian phải tùy duyên của thế gian. Có bệnh thì đi tìm thầy thuốc. Người kiên tánh cũng vậy. Ấy là thị hiện thân bệnh. Đến lúc lâm chung cũng thị hiện sanh tử. Chẳng có gì đặc biệt hay khác hơn người thường. Nên nói pháp xuất thế gian, chẳng hoại pháp thế gian. Nếu có hoại pháp thế gian, thì chẳng phải tránh pháp. Do đó, pháp thế gian, pháp xuất thế gian bất nhị. Chẳng có hai. Do người chấp thật mới thành hai. Hỏi: nghiên cứu thiền đạo tu tập của Trương Trừng Cơ và thiền luận của Suzuki có lợi ích gì? Đáp: chẳng có lợi ích, vĩnh viễn không thể đạt đến kiên tánh. Tác dụng của tổ sư thiền là muốn trị hết tướng bệnh của bộ não, nên phàm lọt vào suy nghĩ, lời nói văn tự đều là tướng bệnh. Có lý cũng là tướng bệnh. Hễ lập ra chân lý là phải đúng lý hay không đúng lý. Tự tánh bất nhị làm sao có đúng hay không đúng, hợp hay chẳng hợp. Suzuki dạy người giải công án, chứ không phải là tham công án. Cứ giải thấu công án này rồi dạy công án khác để tìm hiểu đáp án. Chỉ là kiến giải là kéo dài tướng bệnh, chẳng thể trị hết bệnh mù. Kinh Lăng Nghiêm nói, tất cả chi kiến đều là căn bản của vô minh, thuộc pháp sanh diệt. Chẳng kiến lập tất cả chi kiến mới là chi kiến Phật. Chi kiến vô kiến từ tức Niết Bàn. Niết Bàn không sanh diệt, làm sao dùng bộ não có thể giải được? Còn Trương Trừng Cơ cao hơn Suzuki một chút, cũng là bệnh chấp thật. Sư phụ dùng chữ vô của Bát Nhã Tâm Kinh để dẫn chứng. Đoạn này lược qua. Phải diệt hết tất cả lý chướng và sự chướng mới có thể kiến tánh thành Phật. Hỏi: ra sức tham thiền có ảnh hưởng gì không? Đáp: ông đạp xích lô là phải ra sức đạp. Nhưng tham thiền khởi lên nghi tình chỉ là dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết. Đã không biết thì làm sao biết ra sức? Chỉ là cảm thấy không biết. Cái không biết đó chạm với tánh sẵn biết rồi, tự thành nghi tình, khỏi cần ra sức. Lúc đầu Hoàng Dương Thiền Tông, do mọi người đối với pháp tổ sư thiền còn mới lạ, vì muốn tăng trưởng lòng tin của mọi người, nên tôi dùng phương tiện khuyên hành giả giáng.
dù nhức đầu, tức ngực, khó thở cũng không sao. Cũng như Phật Thích Ca dạy người tu tiểu thừa, đến khi chứng quả A-la-hán Bích Chi Phật rồi, bảo người nhị thừa bỏ pháp đó để tiến tu đại thừa. Lời của tôi cũng vậy, là khiến cho mọi người có lòng tin. Đến nay lòng tin pháp môn đã vững, tôi nói là phải tin tự tâm. Nếu lòng tin tự tâm đầy đủ thì khỏi cần ra sức, vì ra sức chỉ là phương tiện tạm thời cho lúc ban đầu. Nếu ra sức mãi sẽ có hại. Hỏi: sau khi sư phụ ra đi, đối với những người phát tâm tham thiền thì sao? Đáp: sự thật chẳng phải có pháp nhất định gọi là Phật pháp. Kinh Kim Cang nói: pháp phi pháp phi phi pháp. Chẳng có pháp nhất định mà Như Lai thuyết. Chánh pháp chỉ là trị bệnh chất thật của chúng sanh mà thôi. Theo cơ bản, cuốn Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền này, nếu tin tự tâm đầy đủ thì biết tự tâm mình bằng như chư Phật, tức chánh biên tri khắp không gian thời gian, tự nhiên thực hành được 9 chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, tự nhiên đúng với tông chỉ Tổ Sư Thiền. Dù kiếp này chưa kiến tánh, kiếp sau cũng sẽ kiến tánh, vì có nhân ác có quả, đến trước hay sau cũng sẽ đến. Có tôi ở đây hay vắng tôi cũng chẳng khác, chỉ là theo đường lối thực hành tham Tổ Sư Thiền để thực hành, và có thể đọc thêm một số kinh sách để tăng trưởng lòng tin tự tâm, chứ không phải dạy thêm giáo lý. Hiện nay mỗi tháng 2 kỳ giải đáp thắc mắc, cũng chỉ vì hành giả chưa đủ lòng tin mới đưa ra câu hỏi, và tôi giải đáp để tăng cường lòng tin cho quý vị mà thôi, chứ không phải là tôi cho biết thêm giáo lý cao siêu. Kinh Kim Cang nói: pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Lại, như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè. Đâu có pháp thật. Nếu chấp có pháp thật, là nghịch với ý Phật vậy. Hết quyển thượng. Quyển hạ. Bài giảng trong các năm 1992 đến 1999. Hỏi: nói tánh thấy không mất, vậy thân này sau khi chết, tánh thấy của con ở đâu? Đáp: chớ nói đến sau khi chết, nay ông còn sống, đang ngồi ở đây, sợ thấy rõ ràng trước mắt, nhưng tánh thấy của ông ở đâu? Ông hãy chỉ xem. Lúc sống còn tự chỉ không được, nói chi sau khi chết? Tôi làm sao chỉ ra? Chính Phật Thích Ca cũng chỉ không được. Tại sao? Vì tánh thấy chẳng phải vật, vốn không lay động biến đổi, làm sao có sanh diệt? Đã chẳng phải vật thì làm sao chỉ? Do tánh con người ham tìm hiểu, muốn biết tất cả, nhưng chính cái cơ thể của mình còn không biết, những gì trước mắt mình cũng không biết. Ví như tôi nhìn vào móng tay của tôi, đâu thấy nó dài ra, nhưng nhớ lại thì có dài ra so với 3 ngày trước. Vậy nói, móng tay của tôi 3 ngày dài một lần, đúng không? Không, tại sao? Móng tay tôi giây phút nào cũng đang dài, tự sanh trưởng, đâu có lúc nào ngưng. Chính ngày hiện nay cũng đang dài, chỉ là tôi không biết thôi. Tóc, tế bào của cơ thể, có cái đang xanh, có cái đang diệt. Mặt mũi của tôi cũng đang thay đổi, nhưng tôi đâu có biết đâu. Ấy gọi là cuộc sống hàng ngày đang thay đổi mà chẳng tự biết, còn muốn biết tới những gì ngoài cơ thể, có ích lợi gì? Cái biết của bộ não là tướng bệnh, cái biết của Phật tánh là tướng mạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đang ứng dụng cái biết của bộ não, thì cái biết của Phật tánh phải ẩn thôi.
Nay chúng ta tham thiền, dùng nghi tình, dẹp cái biết của bộ não, tức dẹp tướng bệnh. Khi nào hết bệnh, tướng mạnh mới hiện ra. Cái biết của Phật tánh khắp không gian thời gian, chẳng chỗ nào không biết, chẳng lúc nào không biết. Còn cái biết của bộ não rất hạn chế, không đúng với sự thật. Nay nói đến không gian thời gian, nếu phân tích nhỏ lại thì bộ não không biết. Ví dụ một ngày đêm có 24 giờ. 1 giờ chia thành 60 phút, 1 phút chia thành 60 giây. Theo nhập Phật, 1 giây chia thành 60 sát na. Nói một sát na thì bộ não còn có thể tưởng tượng được. Nếu đem chia thêm 3 lần nữa, 1 sát na chia làm 60A, 1A chia làm 60B, 1B chia làm 60C. Khi tôi nói đến 1C trong hiện tại, đã trôi mất mấy mươi C rồi. Hiện tại đã không thành lập được, thì bộ não làm sao biết? Nếu tôi đem chia thêm 30 lần, theo toán học, con số vẫn còn. Nhưng bộ não đâu còn biết được thời gian thực tế nữa. Tóm lại, hễ còn con số thì thời gian vẫn có, mà bộ não không biết được. Ấy là nói về thời gian. Bây giờ nói về không gian. Tôi từng xem một quyển toán học xuất bản ở Hồng Kông. Trong đó nói đến một loại vi khuẩn dạng như chiếc dép cỏ, nay tạm gọi là con sâu dép cỏ. Loại vi khuẩn này thuộc đơn bào, phải dùng kính hiển vi mới thấy rõ. Về sự trưởng thành của nó, cứ cách một ngày đêm là nứt thành 2 con, ngày sau nữa thành 4 con, rồi thành 8 con. Từ đời thứ nhất đến đời thứ 90 thì thể tích của nó là 1 mét khối. Đến đời thứ 130 thì thể tích bằng quả đất. Chỉ cần trải qua 130 ngày, nếu chỉ so sánh mà không có sự diệt, nếu chỉ có sanh mà không có sự diệt, thì thể tích của con sâu này bằng 1 quả đất. Đến đời thứ 131 bằng 2 quả đất. Căn cứ theo lý này, nay thử đem con sâu có khối thể tích bằng quả đất này xẻ làm 2, rồi mỗi bên lại xẻ làm 2. Cứ như thế xẻ đến lần thứ 130 thì thể tích của nó lại thành 1 đơn bào. Như vậy theo toán học, đem con sâu ấy chẻ thêm 130 lần, con số vẫn còn, nhưng cơ thể của nó, bộ não mình còn biết được không? Con số có thể tiếp tục thu nhỏ, nhỏ đến vô cực. Còn việc không gian thời gian trước mắt đã hoàn toàn không biết được rồi. Cho nên có người hỏi, kiến tánh rồi đi về đâu? Nếu có chỗ về thì chưa phải kiến tánh, vì không cùng khắp vậy. Bây giờ ai muốn đạt đến tự do tự tại, làm chủ cho chính mình, chỉ còn thực hành tham thoại đầu, chứ đừng tìm hiểu và hỏi ở ngoài nữa, vì hỏi cũng vô ích. Tại sao vô ích? Như trong kinh nói, người mù hỏi người mắt sáng, mặt trời như thế nào? Người mắt sáng diễn tả mặt trời có tròn có nóng. Vậy là đúng rồi. Nhưng nếu người mù cho là tròn và nóng là mặt trời thì sai. Bởi vì đâu phải cái nào có tròn có nóng tức là mặt trời. Nếu người mù căn cứ theo lời của người mắt sáng mà nhận biết thì không đúng. Người mù dụ cho người chưa kiến tánh, người mắt sáng dụ cho người đã kiến tánh. Chớ nói là người mù, nay người mắt sáng với người mắt sáng cũng vậy. Tôi thường lấy ví dụ về mặt mũi của ông Trương. Tôi quen biết ông Trương, còn quý vị thì chưa gặp qua lần nào, chưa biết mặt mũi ông ấy ra sao. Tôi diễn tả mặt mũi của ông Trương như thế nào, cao thấp ra sao. Mặc dù tôi nói rất giống, nhưng quý vị dù có gặp ở ngoài đường cũng đâu biết người đó là ông Trương, vì lời nói và thực tế có khác. Chẳng phải đó tôi diễn tả không đúng,
nhưng muốn dựa vào lời nói của tôi để nhận biết thì không được. Nay chưa kiến tánh đối với sở thấy của mình rõ ràng, mà năng thấy còn chỉ không được. Dẫu cho tôi nói được, quý vị theo lời nói của tôi cũng đâu thể nhận biết được. Vì thế cho nên mục đích của chư Phật là muốn chúng ta trị hết bệnh mù, đích thân thấy, chứ đừng nghe lời của người mắt sáng, bị người mắt sáng lừa. Sự thật người mắt sáng đâu muốn lừa chúng ta, chỉ tại là mình cứ đuổi theo lời nói để nhận biết sự chân thật. Này chúng ta cũng như người mù, thấy cũng như không thấy. Đức Phật chỉ hướng dẫn cách tu để chúng ta tự trị hết bệnh mù rồi tự thấy. Hỏi: Phật với chúng sanh ai là chủ, ai là khách? Đáp: Tự tánh bất nhị, không có chủ khách. Phật pháp chẳng lìa tự tánh. Lục Tổ nói: Lìa tánh thuyết pháp, ấy là tướng thuyết. Chấp tướng mới có chủ khách. Còn căn bản của Phật pháp không có chủ khách, không có tương đối. Tương đối là nằm trong nhất niệm vô minh. Hỏi: Có hai nhà sư gặp nhau ở ngã ba đường, cùng hét lên một tiếng, vậy ai là chủ, ai là khách? Đáp: Đó là công án của chư Tổ. Nếu ngộ thì ngộ ngay lúc đó, nếu không thì phải giữ cái không hiểu, gọi là nghi tình, sau này sẽ được ngộ. Công án không phải để cho người giải đãi, vì sự giải thích đó không đúng lại thành phỉ báng Tổ. Hỏi: Tham thời đầu có nhất thiết phải dùng một câu không, hoặc có thể theo đó mà khởi nghi tính? Đáp: Nếu tham thời đầu chỉ nhất định một câu thì chư Tổ chỉ dạy một câu là đủ. Thiền Tông lần đầu tiên ra cuốn Truyền Năng Lục có 1.700 công án, đều có thể tham được. Sau này đến 7.000 tổ, 7.000 công án đều có thể tham. Nhưng mỗi người chỉ tham một công án, thấu một công án thì thấu tất cả. Vũ trụ vạn vật đều thấu. Lúc ngộ triệt để là đoạn rất nghi căn, chẳng còn điều gì không biết. Tham thoại đầu và tham công án là một, chỉ là công án phức tạp hơn. Người nào thích hợp câu thoại nào, cảm thấy nghi nhiều thì tham câu đó. Đối với công án cũng vậy. Hỏi: Chúng con tập khí quá nhiều, vậy khi nào mới dứt được? Đáp: Nay hành giả tham thiền đừng để ý đến trừ tập khí. Giữ được nghi tình thì tập khí có thể dứt dần, nhưng muốn dứt sạch phải kiên tánh mới được. Tham thiền chỉ có thể dứt những tập khí thô, còn tập khí vi tế phải sau khi kiến tánh rồi mới dứt. Nên sau khi kiến tánh phải qua sự bảo nhiệm để dứt tập khí thế gian và xuất thế gian. Hỏi: Xin sư phụ kể về những câu chuyện hoằng pháp ở thiền đường nước Mỹ và chuyến đi thăm vừa rồi ở chùa Cao Mân Trung Quốc. Đáp: Nay tham thiền với mục đích phát hiện được chính mình, làm chủ cho mình được tự do tự tại. Chữ Phật nghĩa là tự giác giác tha, giải thoát cho mình và cho chúng sanh. Còn về những vấn đề trên là không cần thiết, sau này có dịp thì tôi sẽ kể cho nghe. Vừa rồi tôi có đi viếng thăm chùa Cao Mân và ở lại chùa 1 tháng, từ ngày 4 tháng 8 năm 1992 đến ngày 4 tháng 9 năm 1992. Ngài trụ trì chùa có mời tôi làm thủ tọa. Ở đó bất cứ cửa nào cũng để 4 chữ: chiếu cố thoại đầu. Chiếu là chiếu soi, cố là nhìn, tức nhìn chỗ thoại đầu. Vừa nhìn vừa hỏi. Nếu không nhìn mà chỉ để câu thoại, để hỏi, thì nghi tình dễ đánh mất. Vừa hỏi liền mất.
Nếu vừa nhìn vừa hỏi thì nghi tình được kéo dài. Tham thiền chỉ cần vừa nhìn vừa hỏi. Ngoài ra khỏi cần tìm hiểu, khỏi cần biết gì. Bởi cái biết chẳng phải nghi tình, chẳng phải tham thiền. Ở chùa Cao Mân, ngày thường cũng đã thiền thất, vào mùa đông thì liên tục 10 thất. Đáng lẽ ngày thường đã là thiền thất rồi, tại sao mùa đông lại tổ chức liên tục 10 thất? Bởi vì bình thường mỗi ngày chỉ có 14 nén hương, đến mùa đông là 20 nén hương một ngày. Bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng đến 11 giờ khuya mới nghỉ. Công phu như thế được miên mật và tinh tấn hơn. Nên trong thiền thất có nhiều vị tổ sư khai ngộ. Nay chúng ta chỉ khi đến thiền đường mới đã thất, còn ở nhà thì không đi hương tỏa hương đúng theo quy định. Và ở nhà tất nhiên giải đãi hơn, muốn tham cũng được, không tham cũng được, chẳng ai bó buộc và khích lệ. Còn những người ở thiền đường không vào thiền thất là không được. Hàng ngày đều như thế, mùa đông càng phải dụng công hơn. Sự thật thì khi tập trung đã thất, mặc dù chi phí tốn hao nhiều nhưng lợi ích cũng nhiều, không uổng cho sự tốn hao. Vì thế Ngài Lai Quả khuyên chúng nên tu trong thiền đường, không nên ở chùa tư. Về thời khóa tu tập của chùa Cao Mân, quý vị xem trong cuốn Tham Thiền Phổ Thuyết của Ngài Lai Quả để biết thêm. Trong cuốn Tham Thiền Phổ Thuyết, tôi có sửa lại đôi điều sai. Vì khi tôi hỏi mới biết là có sự chênh lệch so với nguyên bản của Ngài Lai Quả. Đó là do sự sai sót khi in ấn, nên tôi đã lọc bỏ ra những phần không phải của Ngài. Ngài Lai Quả kiến tánh ở chùa Kim Sơn, Ngài Hư Vân kiến tánh ở chùa Cao Mân. Nay chỉ có chùa Cao Mân giữ được pháp môn Thiền Tông, nối theo Ngài Lai Quả. Còn chùa Kim Sơn thì đã trở thành khu du lịch. Trong thiền đường thì chỉ có hai cụ già tham thiền mà thôi. Vì lẽ đó, Ngài Lai Quả nói, pháp thiền ngày nay tựa như sợi chỉ treo ngàn cân, không biết ngày nào sẽ đứt. Nên tôi phát nguyện chuyên hoằng tổ sư thiền này. Hoằng dương tổ sư thiền rất khó, vì người ta không tin tự tâm. Phải tin tự tâm 100% mới có thể nhận được bản tâm của mình. Người đời nay đa số tu theo giáo môn, học theo giáo môn là muốn giải, còn tổ sư thiền không cho giải, vì hễ giải là hết nghi. Cho nên nhiều vị sau khi kiến tánh nói, tôi không trọng thầy tôi ở chỗ đạo đức, văn chương, chỉ trọng chẳng vì tôi nói trắng ra. Vì nói trắng ra là chẳng thể ngộ. Hỏi, thời nay nhiều vị tu hành rất cống cao ngã mạn, từ ăn cắp học thuộc lòng một số ngữ ngôn kỳ đặc của tổ sư cho là vốn liếng của mình, đi khắp nơi đả phá cái này cái kia, làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí đem ra chỉ trích pháp dạy của Phật, của tổ cho là không đúng, phải làm theo cách bày đặt của họ mới là đúng. Con mong sư phụ từ bi khai thị, mở mắt cho những kẻ ngông cuồng ngạo mạn này. Đáp: học Phật pháp phải biết nhân quả, nhân nào quả nấy, ai tạo nấy chịu. Lục tổ trong kinh Pháp Bảo Đàn nói: thường tự thấy lỗi mình, chớ nên thấy lỗi người. Chánh pháp còn phải phá ngã chấp, cứ thấy lỗi của người khác tức còn ngã chấp. Những người tham thiền cần lo cho mình được mau kiến tánh, không cần biết tới lỗi của người khác. Ấy là ý của chư tổ dạy như thế. Hễ giữ được nghi tình, tự nhiên không thấy lỗi của người khác, hay lấy thân mình làm mô phạm cho người khác nói theo. Khỏi cần nói, cứ làm cho đúng, vì có nói cũng vô ích, người ta có chịu nghe đâu. Mặc dù mình không nói, nhưng người khác nhìn thấy cũng biết. Phải thường thấy lỗi của mình, chẳng thấy lỗi của người khác là được.
hỏi. Có người cho rằng vấn đề cúng thất sau khi chết cho linh hồn được siêu thoát, vậy có hay không? Cũng có thuyết cho rằng con người sau khi chết không có linh hồn, sở dĩ mọi người cúng bái chỉ làm kỷ niệm đưa người qua cố đi thôi. Đúng hay sai? Đáp: Phật pháp nói về tam thừa, nếu nói rộng hơn nữa là có ngũ thừa, tức ngoài tam thừa ra thêm nhân thừa và thiên thừa. Ví như Khổng Tử Trung Quốc quý trọng về nhân thừa, Phật giáo cũng vậy, dạy người đời giữ gìn ngũ giới, trở thành người công dân tốt, có ích lợi cho xã hội, cho nước nhà. Tại sao Đức Phật chia làm ngũ thừa? Vì căn cơ trình độ của mọi người khác nhau, để phù hợp cho mọi căn cơ nên nói có ngũ thừa. Như hiện nay tôi Hoàng Dương Tổ Sư Thiền thuộc tối thượng thừa, cũng có người Hoàng Dương đại thừa hoặc trung thừa hoặc tiểu thừa, nhân thiên thừa. Chỉ cần mỗi người theo đúng bổn phận của mình, theo đúng tông chỉ của Phật là đủ. Tôi chỉ chuyên Hoàng Tổ Sư Thiền, ngoài ra không biết tới, cũng chẳng thể can thiệp. Sở dĩ nói mạt pháp vì nghiệp lực của chúng sanh đã là như thế, dẫu cho hàng xa chư Phật Bồ Tát cũng không thể sửa đổi. Phật Thích Ca trở lại cũng chẳng thể sửa lại định nghiệp của chúng sanh. Đức Phật có ba việc không làm được. Thứ nhất, chẳng thể độ người không có nhân duyên. Thứ hai, chẳng thể sửa lại định nghiệp của chúng sanh, vì nhân nào quả nấy. Thứ ba, chẳng thể độ hết chúng sanh. Cho nên mọi người cứ làm đúng bổn phận của mình là tuân theo lời dạy của Phật. Trong Phật pháp có thất chúng, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, tức năm chúng xuất gia, ưu bà tắc và ưu bà di, hai chúng tại gia. Mỗi mỗi đều có bổn phận riêng. Cho đến xã hội cũng vậy. Làm cha có bổn phận của người cha, làm mẹ có bổn phận của người mẹ, làm con có bổn phận của người con, làm chồng có bổn phận của người chồng, vân vân. Nếu người nào cũng làm tròn bổn phận của mình thì xã hội yên tĩnh, thiên hạ thái bình. Hỏi: Cõi trời nhập định tại sao không được giải thoát? Đáp: Do còn chấp ngã nên không giải thoát được. Người tu đến cõi phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng tám muôn đại kiếp, thuộc về vô sắc giới, chẳng còn sắc thân, nhưng vì chấp a lại ra thức là ta nên vẫn chưa ra khỏi luân hồi, chẳng thể giải thoát. Đã theo chánh pháp phải phá ngã chấp, thời gian nhập định lâu chưa phải đã giải thoát. Ví như Ngài Huệ Trì, sư đệ của Ngài Huệ Viễn ở Lư Sơn, Tử Giã sư huynh, đi vào tỉnh Tứ Xuyên. Trên đường đi thấy có một cây rất cao to, lại có chỗ trống rỗng bên trong, bèn chui vào trong nhập định. Sau khi lỗ chui bị bít, người ngoài chẳng ai hay. Trải qua một thời gian, gió sấm sét khiến cây bị chẻ ngã. Ngài từ trong bọng cây té nhào ra, tóc dài quấn cùng thân thể, nhưng vẫn chưa xuất định. Dân làng xung quanh lúc đầu tưởng Ngài đã chết, vì thấy còn hơi ấm mà chẳng có cách nào khiến tỉnh lại, bèn trở vào kinh thành báo với vua. Vua sai thiền sư khiến cho xuất định, hỏi: Pháp sư nhập định lúc nào? Mới hồi nãy. Xong Ngài hỏi lại: Sư huynh tôi là Huệ Viễn, lúc này còn ở Lư Sơn không? Mọi người tính ra mới biết Ngài đã nhập định 700 năm. Vua hỏi: Nay Pháp sư mong muốn gì không? Đáp: Không. Vua nói: Chấm ban cho chùa chiền để làm chủ trì. Ngài từ chối và xin được trở về núi. Việc trên chứng tỏ
nhập định trải qua 700 năm cũng đâu có ích lợi gì. Nên Ngài Lục Tổ nói, đạo do tâm ngộ bất tại tọa. Hỏi, khi nổi lên tâm không biết để nhìn, đó có phải là hầm sâu đen tối không? Đáp, chỗ không biết tức đen tối, chỉ cần giữ cái không biết, gọi là nghi tình. Vừa nhìn vừa hỏi câu thoại để tăng cường nghi tình. Đến một ngày kia khỏi cần hỏi, cũng giữ được nghi tình. Lúc đó không hỏi cũng được. Ví như Ngài Nguyệt Khê, chỉ có nhìn mà không hỏi, 2 năm đã kiến thánh. Hỏi, người mới tham thiền hay ngủ gục, vậy phải làm sao? Đáp, trong thiền đường có ban chức sự, có người tuần hương. Hễ đông người thì nhiều người đi tuần. Ví như 200 người tham gia, thì có từ 2 đến 4 vị tuần hương. Gặp người buồn ngủ, vị tuần hương dùng cây hương bảng đánh nhẹ lên vai cho thức. Lần này tôi đi thăm chùa Cao Mân, nghe được một câu chuyện như sau. Khu đất chùa Cao Mân là do vua đời nhà Tùy ban cho. Đến đời nhà Thanh đã hơn 1.000 năm. Vua Khang Hy có dựng một hành cung trong chùa. Cổ tích đó đến nay vẫn còn. Vua Khang Hy đến viếng chùa 6 lần, mỗi lần đều vào thiền đường tọa hương với tăng chúng. Trong thiền đường có 2 chỗ ngồi, một bên dành cho thủ tọa và một bên dành cho duy na. Thủ tọa và duy na đều có cây hương bảng để sử dụng khi chúng phạm lỗi. Một lần vua đang ngồi thiền, thình lình bị duy na dùng hương bảng đánh lên vài ba cái. Vua tức giận trong bụng, nhưng vì quy củ của thiền đường không được lên tiếng. Đến khi xả thiền, vua tìm gặp trụ trì bảo, hồi nãy sao vị duy na dám đánh chậm? Trụ trì mời duy na đến hỏi nguyên do. Duy na nói, vào thiền đường là phải nhất tâm tham thiền. Thần thấy vua đang nghĩ đến cung phi, không có tham thiền, nên đánh thức để trở về với tham thiền. Vua bị nói trúng, chẳng những không giận, còn kính phục vị duy na. Câu chuyện trên được ghi trong lịch sử của chùa Cao Mân. Vua Khang Hy viếng chùa 6 lần, vua Càn Long 9 lần. Cho nên dùng hương bảng đánh lên vai là để cho những người buồn ngủ thức giấc. Cũng có người nghi tình nặng, trông bề ngoài giống như buồn ngủ, khi hương bảng đánh xuống khiến liền ngộ. Ngoài ra, người tuần hương thấy ai ngó qua ngó lại cũng đánh, nói chuyện cũng đánh, nhưng đánh mạnh hơn. Ấy là trách nhiệm của người tuần hương. Hỏi, hành giả tham thiền phải tu làm sao để thấu tăng quan? Đáp, đó là tùy thuộc vào chính mình. Cũng như Ngài Cao Phong Nguyên Diệu Thiền Sư trong Thiền Quan Sách Tấn nói, nếu nghi tình của mình nặng như cục đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống biển, chẳng một sự chướng ngại nào, trong 7 ngày đêm mà không kiến tánh, thì Cao Phong ta sẽ đọa địa ngục A Tỳ, bị cắt lưỡi vì tội nói dối. Nếu hành giả tham thiền dụng công đến mức như Ngài Cao Phong nói trên, trong 7 ngày đêm cũng có thể kiến tánh. Trong lịch sử thiền tông có thiền sư Phật Đăng, trong tứ oai nghi chỉ ứng dụng 1 oai nghi là đi, không đứng, không nằm, không ngồi. Ăn cũng đi, uống cũng đi, ngày đêm như thế, đi đến mệt rồi, dựa vào vách tường ngủ mê lúc nào chẳng hay. Đến khi thức giấc, tự mình đánh mình, rồi không đi gần vách tường nữa. Đi mãi, tham mãi, đến 49 ngày đêm kiến tánh. Công phu của chúng ta, nếu được như Ngài Phật Đăng, thì 49 ngày cũng được kiến tánh. Nhưng việc này bắt chước không được. Hỏi, Ngài Bác Sơn nói về công phu tham thiền có 4 điều kiện.
khẩn thiết, miên mật, dung hoát. Xin sư phụ khai thị về hơn điều kiện trên. Đáp: ở trên tôi có nói đến cách nhìn, vừa nhìn vừa hỏi. Cái nhìn đó khiến cho miên mật, giữ được nghi tình là do khẩn thiết, nhất là thống thiết về sanh tử. Bởi vì không biết mình sẽ chết vào tối nay hay ngày mai. Nay chưa chết, phải giải quyết vấn đề này. Ai cũng sợ chết, nhưng sợ vẫn phải chết, nên phải khẩn thiết như thế. Nghi tình là không biết, không biết thì chẳng dính mắc với ngoại cảnh, không để cho người khác làm chủ cho mình. Người khác khen ngợi mình cũng không biết, chê cười cũng không biết, khen ngợi cũng chẳng vui, chửi mắng cũng không buồn. Tất cả việc gì cũng đều không dính dáng đến mình, chẳng có chướng ngại. Gọi là dung hoát. Dung là dung thông, hoát là trống rỗng, chẳng gì dính mắc. Thế giữ được nghi tình thì tự nhiên như thế. Nếu không, chắc chắn phải bị dính mắc cái này cái kia. Hỏi: sự hiểu biết của phàm phu là do bộ não. Chính bộ não nghiên cứu nhiều, hiểu biết nhiều, nên chúng sanh mới bị đọa tham ác đạo, phải không? Đáp: ở Mỹ tôi có ra một bài Phật Pháp với Khoa Học. Mặc dù nay nói chấm dứt tác dụng của bộ não, nhưng chỉ là phương tiện. Như hôm qua tôi nói, lục căn, kiến văn, giác trì đều là tác dụng của bộ não. Ngài Nguyệt Khê thí dụ: kiến văn giác trì là binh lính của bọn cướp, lục căn là binh lính của vua cướp, vô thị vô minh là vua cướp. Tiểu thừa ví như là tịch thu binh khí của bọn cướp. Binh khí dù bị tịch thu nhưng vẫn có thể sắm lại. Trung thừa ví như giết hết binh lính cướp, cho là đã yên ổn, chẳng biết đó chỉ là tạm thời thôi, vì còn vua cướp, vô thị vô minh, có thể chiêu binh mãi mã hoạt động trở lại. Nay tham thiền ví như là chẳng tịch thu binh khí của bọn cướp, cũng chẳng giết hại lính cướp, mà lợi dụng lính cướp, cầm binh khí của họ để bắt vua cướp. Vua cướp bắt được rồi thì lính cướp trở thành lính chính quy của nhà nước. Cho nên chỉ cần phá được vô thị vô minh, tất cả tương đối đều thuộc về tự tánh, đều biến thành tuyệt đối. Nay cuộc sống hàng ngày là do lục căn làm chủ. Khi kiến tánh rồi, Phật tánh làm chủ, bộ não chỉ là đầy tớ thôi. Phật tánh sai khiến bộ não làm việc, chỉ làm điều lành không làm việc xấu. Còn do bộ não sai khiến thì hay làm việc xấu. Hỏi: trong sự khai thị của sư phụ, hoặc trong lúc coi kinh bất thần rồi con ngộ, vậy sự ngộ này ở nơi quyền trí hay trơn trí? Đáp: ngộ có giải ngộ và chứng ngộ. Trong lúc xem kinh, thình lình hiểu được nghĩa kinh là giải ngộ, chẳng phải chứng ngộ. Chứng ngộ chẳng có nghĩa lý, chỉ là hiện ra bản thể của Phật tánh khắp không gian thời gian. Giải ngộ vì còn nằm trong tương đối, nên đối với sự giải thoát cũng không ích lợi gì. Hỏi: trong các sách nói về nguồn gốc sinh ra vũ trụ con người, có các thuyết đa nguyên, nhị nguyên hoặc nhất nguyên, mà đa số chấp nhận về thuyết tự nhiên. Theo lời Phật dạy thì vũ trụ vạn vật là duy tâm sở tạo, mà tâm này lại là có sẵn. Từ đó con thắc mắc, cái có sẵn của Đức Phật nói với cái thuyết tự nhiên của học thuyết bên ngoài giống nhau không? Đáp: triết học phương Tây có nhất nguyên và nhị nguyên luận, còn Phật Thích Ca nói vô thị, tức chẳng có sự bắt đầu. Vũ trụ vạn vật, núi sông đất đai, tất cả đều không có sự bắt đầu. Nếu không có sự bắt đầu thì nhất nguyên nhị nguyên cũng không.
chẳng có sự bắt đầu tức vô sanh, vốn chẳng có sự sanh khởi. Nếu nói tự nhiên, cũng phải có sự sanh khởi của tự nhiên. Nói nhân duyên, cũng phải có sự sanh khởi của nhân duyên. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, phi nhân duyên, phi tự nhiên. Vì bản thể của Phật tánh khắp thời gian, nếu có sự sanh khởi, tức chẳng cùng khắp. Và bắt đầu từ thời gian nào? Trước sự bắt đầu có thời gian hay không? Nói đến có khác hay không, ấy là tư tưởng chấp thật, cho sự sanh khởi là tự nhiên. Nên hiện nay các nhà khoa học, nhà bác học muốn tìm sanh khởi của vũ trụ, nhưng chưa thể giải quyết được. Mà theo lập trường của nhà Phật, ý muốn đó là ngu si. Hỏi: tại sao Ngài Nguyệt Khê nhìn thoại đầu được? Đáp: nói nhìn thoại đầu, khán thoại đầu, chiếu cổ thoại đầu đều giống nhau. Tham là nghi. Khán thoại đầu, chiếu cổ thoại đầu cũng là nghi, là không hiểu không biết. Căn cơ trình độ của Ngài Nguyệt Khê chúng ta làm không được. Lúc Ngài chưa biết cách tham thiền, cứ đi tìm mãi và hỏi thăm hỏi. Đến khi nghe nói Ngài Thiết Nham dạy tham thiền ở núi Ngưu Thủ, lúc đó gần nửa đêm, Ngài liền lên đường, không đợi trời sáng. Tâm Ngài khẩn thiết như thế. Lại, công phu của Ngài nhìn vào thoại đầu, quên cả sự ăn uống ngủ nghỉ. Lúc đó Ngài chỉ có 22 tuổi, quên ăn quên ngủ đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nên chỉ trong vòng 2 năm là kiên tánh. Thời nay có ai hành được như Ngài không? Dù chúng ta làm không được, nhưng có đi thì ắt có đến. Đi nhanh hay chậm, trước sau cũng sẽ đến. Chỉ e rằng bị lạc vào lối rẽ thôi. Hỏi: tại sao hành vi của chư tổ chẳng khác người thường, chẳng có sự siêu xuất nào? Đáp: hành vi và lời nói của chư tổ đều có tác dụng độ chúng sanh. Lịch sử Thiền Tông có một công án, có một vị tổ đã kiến tánh triệt để, sắp lâm chung. Ngài cứ lăn lộn và la làng, như vẻ đau khổ lắm. Thị giả của Ngài tưởng thiệt, hỏi: xưa nay, Thầy vốn hiện đủ thứ thần thông, hôm nay sao lại như thế? Tổ liền ngồi dậy nói: ngươi làm thị giả của ta, suốt ngày bên cạnh ta, còn không tin tưởng ta, vậy thì người khác làm sao tin ta? Mắng xong, ngồi ngay thì tịch luôn. Vì Ngài biết vị thị giả ấy chưa đủ lòng tin, nên thị hiện như thế. Ngài Nguyệt Khê cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy. Trong Kinh Duy Ma Cật, Phật thị hiện có bệnh, sai A Nan đi xin sữa. A Nan đứng trước cửa của nhà giàu xin sữa, bị Ngài Duy Ma Cật của bảo hãy quay về, không nên xin nữa. A Nan nói: chính tôi nghe rõ Đức Phật bảo đi xin sữa. Duy Ma Cật nói: hãy mau mau quay về, nếu bị người khác thấy được, nhất là ngoại đạo, họ sẽ nghĩ rằng Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, còn bệnh hoạn sao? Sau khi A Nan thuật lại lời của Duy Ma Cật, thì Đức Phật nói là đúng. Thế thì tại sao Phật lại sai A Nan đi xin sữa? Vậy có mâu thuẫn không? Đó cũng vì muốn độ chúng sanh, cho nên không thể dùng sự hiểu biết của mình để đoán mò. Ấy là sai. Hỏi: con nghe nói ở chùa Đậu Hà Nội có hai chú cháu thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, hơn 300 năm mà nhục thân vẫn còn. Vậy hai vị đó đã đắc đạo chưa? Đáp: mặc dù để lại nhục thân nhưng không thể chứng tỏ là kiến tánh. Năm 1974, tôi đi viếng thăm các chùa ở Thái Lan, cũng có nhiều vị để lại nhục thân. Những vị đó đều chưa phải kiến tánh.
ở Đài Loan có pháp sư Từ Hàng thuộc giáo môn, cũng để lại nhục thân nhưng chưa kiến tánh. Người tham thiền chỉ cần đáp được một chuyển ngữ, chư tổ đã kiến tánh hỏi người chưa kiến tánh. Người đó chỉ cần đáp được một chuyển ngữ, chứng tỏ đã kiến tánh là được ấn chứng. Gọi là chuyển tâm ấn. Tại sao gọi là chuyển ngữ? Chuyển tức không có sở trụ, vì bản thể của Phật tánh vô trụ. Lời nói của chư Phật chư Tổ đều là vô trụ, nên gọi là chuyển ngữ. Có một ngoại đạo hiện đủ thứ thần thông trong mười mấy năm. Người đời đồn xa, có người đem câu chuyện kể cho một vị thiền sư nghe. Vị đó chẳng ngó ngàng tới. Khi ngoại đạo đó chết, đem thiêu được nhiều xá lợi. Có người lại đem việc này nói với thiền sư. Thiền sư nói: xá lợi nhiều cách mấy không bằng đáp cho tôi một chuyển ngữ. Do đó, xá lợi nhiều không thể chứng tỏ là đã kiến tánh. Hỏi: sư phụ nói phải tin tự tâm 100%, sao con tin không nổi? Đáp: vì này tiếp xúc cái nào cũng có thật chất nên khó tin. Tôi thường dùng mở mắt chiêm bao và nhắm mắt chiêm bao để thí dụ. Từ nhắm mắt chiêm bao sẽ tin được mở mắt chiêm bao. Đang ở trong nhắm mắt chiêm bao cũng là tin không nổi. Đến chừng thức tỉnh rồi, không tin cũng không được. Đối với mở mắt chiêm bao cũng vậy. Lời dạy của Phật chúng ta cũng tin không nổi, nên mới cần tu hành. Vì người tin không nổi, nên phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Do đó kinh Pháp Bảo Đàn nói: mê trải qua nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Cho nên ở trong Phật Pháp, tâm chấp nặng chừng nào thì kém chừng nấy, tâm chấp nhẹ thì cao, chứ không phải thông minh lanh lợi là cao, ngu si là thấp. Ngược lại, người ngu si rốt nát do tâm chấp nhẹ lại thành cao, người thông minh chính do sự lanh lợi khiến thành chấp. Ví như trường hợp Tự Hồi thiền sư, vốn là người rốt nát, sau khi kiến tánh rồi dạy lại những người thông minh lanh lợi. Hỏi: hành giả tham thiền vì còn chấp thân ngũ uẩn nên chưa thể ngộ nhập bản thể của mình sau khi chết, tứ đại tan rã, trở lại bản thể tự tánh. Lẽ ra phải ngộ nhập tự tánh, chứ sao lại phải trôi lăn nhiều kiếp? Đáp: tôi thường nói, chánh nhân đã gieo thì chánh quả sẽ đến. Thân tứ đại này vì có lay động nên có biến đổi, tan rã rồi mất. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến tánh thấy, gọi là kiến tình, chẳng lay động biến đổi nên không tan rã và biến mất. Tánh thấy chưa phải là tự tánh, còn chẳng có tan rã. Sự dụng của tự tánh luôn ứng dụng khắp không gian thời gian, không bao giờ gián đoạn. Chúng ta ứng dụng nó cũng dùng, không ứng dụng nó cũng dùng. Sư phụ ví dụ như cảm giác của lớp da qua sự búng. Mặc dù thân tứ đại tàn rã, nhưng có sao đâu. Chính tánh thấy còn tồn tại vĩnh viễn, đâu có bị đánh mất. Hỏi: thế nào là linh chi tịch chiếu? Đáp: nay ông chưa kiến tánh, nhưng linh chi của ông cũng đang tịch chiếu. Tại sao? Vì bản thể khắp thời gian, ông biết nó cũng dùng, không biết nó cũng dùng. Muốn dùng nó cũng dùng, không muốn dùng nó cũng dùng. Dù ông bây giờ không biết, nhưng linh chi của ông vẫn đang tịch chiếu, vẫn thường chiếu soi, như ánh sáng mặt trời không lúc nào ngưng. Ban đêm chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng chẳng phải mặt trời ngưng chiếu. Ban ngày có mây đen che khuất, cũng chẳng phải ánh sáng mặt trời ngưng chiếu. Ví như người mù không thấy ánh sáng mặt trời, đâu phải do mặt trời bỏ sót không chiếu tới,
móng tay của ông đang dài, ông còn chưa biết tới. Huống là linh chi vốn chẳng thể thấy biết. Cho nên phải tin tự tâm. Sức dụng của tự tâm đang dụng ra, đang tịch chiếu. Chỉ tại chính mình không hay biết thôi. Đó là bởi tác dụng của bộ não. Này tham thiền, quét sạch hết tất cả tác dụng của bộ não, thì linh chi tịch chiếu tự động hiện ra khắp không gian, thời gian.